quay ấy đang quay nè. Không quay đâu, không được đâu. Okay. Chào mọi người nha. Hôm nay là Hải khởi đầu là sẽ đi dân câu lại tiếp tục cho người. Thì câu hôm qua thì đã bị người ta cắt câu, những câu hết rồi. Giờ Hải mới làm câu lại, giờ chuẩn bị dân câu cho mọi người xem dân câu của Hải. Câu của Hải là chuẩn bị sẽ Hải sẽ dân ngay chỗ từ ngay khúc này. Qua thả câu lại, bây giờ hôm nay là Hải sẽ đi ra thăm câu rồi cùng cho mọi người cùng xem nha. Rồi cùng nhau đi ra ngoài coi thăm câu thôi, coi hôm nay có con gì không nha. Hôm qua đi dân câu thì có một con cá đuối game nó bị xảy nha mọi người. Câu chích rác mọi người. Nó chích rác nó tha câu về nè. Câu rối rồi. Đây có cá nha mọi người, có cá đuối nha. Ủa, nó tha câu rối câu luôn nè. Cho mọi người xem nè, ôi cái đuối bự ơi. Rồi đứt rồi, đứt rồi, đứt luôn rồi. Rất là tiếc luôn, con đó có chừng tầm từ 7 đến 8 kg gì đó, có thể hơn nữa, mình nói như thế thôi. Tại dính câu đó giờ nó bị đứt luôn mọi người. Cá đó nó bự luôn. Giờ lần này mình sẽ đi ra thăm dàn câu lại của mình. Mình cũng vừa sửa lại dàn câu luôn. Trong ngày hôm đó mình bị hư á, xong cái mình sửa luôn. Mình sẽ ra thăm câu rồi coi thử có gì không nha, cho mọi người xem nha. Tại vì tới cái phao của mình rồi. Được. Lấy kéo không? Được rồi, được rồi, hả? Quay, ý, đang quay nè. Không quay đâu, không được đâu. Thì mọi người, đi được có cá đuối nha mọi người. Cá đuối rơi. Con này không có gai. Có gai đâm rồi. Móc câu nè mọi người. Móc câu nè. Xuống trễ tí là mất rồi. Cá bự. Quay qua. Hơn á. Chào mọi người nha, hôm nay đi nha, đi bắt được con cá đuôi lói nha mọi người. Đuôi lói. À, được đuôi dơi. Phải ra sớm, hôm nay ra sớm. Thường đi trễ lắm. Thấy câu nó bị đứt á mọi người, bị dính cá bự nó giật đứt á. Giờ hôm nay tóm lại câu á. Cục cái này. Cá là tầm 6 kg á. Bao nhiêu? Tầm 6 kg á. Nó thấy nặng lắm á. Đó. À. Hôm nay câu được con cá đuối đuối ó được cũng gần 6 mấy kg mọi người. Sao
Nè ông nội đó, ông kêu dính lưới ổng đó chứ. Lưới đó đòi đồ dính lưới cá đuối. Lúc nãy dính một con cá gì á. Dính rồi. Cá đó cá trang. Cá trang. Ủa dính câu mình. Sao dính được câu ta? Dính câu mình luôn hả? Ừ. Rồi ông lấy đâu? Câu luôn sao vậy? Anh em ra trễ tí là chắc chắn luôn. Mất cá rồi đó. Mất cá chắc luôn. Đấy, bây giờ Hải câu bị mất cá nhiều lắm nha mọi người. Mất câu. Một lần thì mất câu, một lần thì mất cá. Chứ nên nhiều người ta phá câu của mình đó. Mấy là mình nên vô sớm đâu thôi là để hết hai con, hai con rồi. Hai con rồi. Con to con nhỏ. Trời, nước ở trên kia chắc cũng cạn rồi đó. Nước đang cạn mà. Vậy luôn, còn nó vậy đó. Hả? Vậy. À. Nước bây giờ đang cạn mà. Cạn tới 8 giờ mới cạn mà, tại vì nó sớm á, tại chỗ này là bờ đó. Lá mình lối con ra ngoài kia kìa, cá còn nhiều hơn ở đây nữa. Hồi nãy thăm câu kia trước rồi xong luôn á. giờ anh em định lôi câu ra ngoài đó hay là định để câu lại đây? Để đây luôn đi. Lâu ra ngoài kia chút. Rồi để con coi, ngày mai còn mấy giờ nữa. Ngày mai là ngày gì? Ngày mai là chết chết tốt. Ngày mai 28. Mai là 8, 9 giờ nó có cái cạn á, cạn cần phá bờ á. Ngày mai mai là ngày 28. Vậy là lôi câu ra ngoài đúng không? Rồi ok. Lôi ra khoảng nửa 8 đi. Gì? Ra cái sóc này là được rồi. Cao quá rồi. Cao quá, cá luôn mạnh lắm á. Đánh câu này là nhờ cuồng mà. Vậy giờ đợi câu lên bánh cái. Ai giờ nó cần kéo nữa. Mấy lưỡi đây là ngày hôm qua bứt sẵn luôn. Qua bứt anh mới sửa lại rồi. Nãy thấy ra dính lưới rồi em tính kêu anh là ra gỡ lưới xong rồi kêu đem về sớm mình đánh luôn á. Đánh gì? Không. Đi đem câu về đó đánh khỏi dính lưới. Không, đem câu về. Nếu nãy lúc mà chưa có cá. Mấy ông đánh lưới ra đánh còn nhiều hơn đây nữa. Ừ. Lưới có rồi nhiều hơn. Lưới có không hả? Rồi, hồi nãy chưa lúc mà chưa dính cá cũng... chưa thấy cá kìa. Chưa thấy cá là em tính nói là gỡ lưới xong. Nhưng mà thì có cái là sao mà đuổi câu đêm á. Câu đêm nó hay câu đêm. Anh chỗ cho mình sợ lắm. Chứ họ họ cho kéo cái bờ hay là họ họ cho người cá. Ờ giờ dính mình thôi. Còn cái này bắn người nó khỏe mà. Đây toàn lưới bự mất hết trơn kìa. Ê, vậy có con này nó dính con lưỡi nhiều cá nó dính con dính ngày mang luôn. Ngay hai lưỡi hai đôi bên luôn. Mất cười không đậu đó. Cá dính lưới. Có cái lưới bà lường vừa kia 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 dính lưới. Cái gì luôn. Ấy sao lưới quét em đó mà nó bó lại nó còn tung. Công nhận mấy ông nậu đó cũng điên khùng kìa. Mạnh lắm dở kìa. Nhưng sao lưới đã gỡ rào, hồi nãy dính là đã gỡ rào để. Rồi giục lưới đó chạy giục lưới đó đi vô. Thank you.
cá lên nặng hơn chừng tầm cũng 7-8 kg nha mọi người, khá nặng luôn. Để to mọi người. Cái video của Hải cũng đã dài rồi. Hải xin chào mọi người nha, nhớ đăng ký ủng hộ Hải nha, để có nhiều video hay hơn để mình săn bắt những con cá nha. Xin chào mọi người, bye bye.